Như Quỳnh tiết lộ tôi không thể, sống một mình rất khó khăn. Ca sĩ Như Quỳnh nói âm nhạc giúp chị vơi bớt hiu quạnh khi sống một mình ở tuổi ngoài 50. Như Quỳnh từ Mỹ về nước thực hiện mini show Duyên Phận vào ngày 17 tháng 9 tại Cần Thơ. Dịp này, chị nói về cuộc sống và công việc. Cảm hứng nào khiến chị lần đầu thực hiện show ở miền Tây? Hồi tháng 4, tôi có chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng Cần Thơ. 4 giờ sáng, tôi thức dậy trang điểm nhẹ, mặc chiếc đầm điệu đà xuống thuyền, kịp đón phiên chợ đầu ngày. Nhiều người miền Tây nhận ra ca sĩ Như Quỳnh, họ mời tôi ăn trái cây. Có người ôm tôi và khóc, nói không ngờ có thể trò chuyện trực tiếp với ca sĩ họ yêu thích. Lúc trở về, tôi nghĩ đến tình cảm của khán giả và nhận ra bản thân còn thiếu sót, chưa thật sự gần gũi với người yêu nhạc của mình. Trước giờ tôi chỉ hát ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc những trung tâm ca nhạc chính, quên mất một lượng khán giả ở miền Tây cũng rất yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương Bolero. Vì vậy, tôi cùng ekip bàn bạc lên ý tưởng là một mini show lần này. Tôi muốn mang đến những tiết mục lần đầu tôi thể hiện như Vọng Cổ Buồn, Nhớ Em Lý Bông Mai, bài ca Đất Phương Nam. Từng có thông tin Như Quỳnh có máu đen đỏ khiến lao đao tài chính phải cài sâu trả nợ. Chị nói gì về điều này? Tôi không rơi vào cảnh như thế, nhưng tôi cũng không bao giờ bàn cãi trước những lời đồn ác ý. Tôi chỉ chứng minh bằng cách cả hát đàng hoàng, có những người bạn, em đồng nghiệp giỏi bên cạnh hỗ trợ. Ở tuổi này, tôi không còn ngại hay sợ bất cứ lời đồn không hay nào về mình. Những ai dõi theo con đường tôi đi, tự nhiên sẽ có câu trả lời cho những tin đồn. Tôi mừng là ở tuổi 50 vẫn đi diễn đều đặn, có lịch trình dày đặc. Ví dụ như ngày 17 tháng 9, tôi làm mini show ở Cần Thơ, thì ngày 14 tháng 9 tôi đã phải có mặt trong nước để lò luyện tập tiết mục. Trước đó, tôi cũng có show ở Mỹ. Nếu đặt tôi vào thời điểm 4 năm trước, có lẽ tôi không kham nổi các chương trình. May mắn tôi có ekip chăm lo mọi thứ, nên tôi cố gắng không phụ lòng tin yêu của họ. Thời điểm nào, thù lao ca hát vẫn luôn quan trọng với người ca sĩ vì đáp ứng nhu cầu về trang trải cuộc sống cũng như khẳng định thương hiệu giọng hát. Tuy nhiên, tôi đi hát không chỉ vì tiền. Tôi cũng không bao giờ tôi hết giá mà tự các bầu sầu sẽ trả đúng giá trị tôi đã bỏ ra trong mỗi chương trình. Chị nhận thấy phong độ bản thân hiện giờ thế nào? Giọng hát sắc phóc của tôi không được như 30 năm trước, nhưng tôi vui vì sức khỏe ổn, đảm bảo giờ giấc biểu diễn mỗi khi có lịch làm việc dày. Một ngày, tôi có thể làm 4 năm công việc mà trước đây khó có thể kham nổi. Dù vậy, tôi vẫn chưa thể cân bằng về mặt tinh thần khi mất nhiều người thân trong một khoảng thời gian ngắn. Năm 2018, mẹ tôi qua đời. 2 năm sau, bố tôi cũng mất. Hồi tháng 4 vừa qua, em trai cũng qua đời. Thời gian qua, tôi cố tập làm quen, chịu đựng, vững vàng vượt qua nỗi mất mát người thân. Trước đây, đi show hoặc lưu diễn, em trai tôi Tường Khuê thường bên cạnh và lo lắng về trang phục, nên tôi rất yên tâm. Lần này về nước một mình làm show, tôi thấy buồn và trống trải vô cùng. Tính tình Tường Khuê đôn hậu, hiền hòa, chúng tôi coi nhau như bạn bè và thường kể cho nhau nghe những tâm tư thầm kín. Em trai như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tường Khuê không còn, nhưng tôi tin em vẫn luôn dõi theo, ủng hộ tôi. Con gái và bạn trai bên chị trong những lúc khó khăn ra sao? Sống một mình ở tuổi 52 không phải điều dễ dàng. Có những ngày tôi không tránh khỏi việc gặm nhấm nỗi buồn trong không gian cô quạnh, xung quanh và tự tìm cách cố gắng sống, không cho phép để mình rơi vào hố sâu bi quan. Tôi tin ơn trời trên phù hộ để tôi tìm ra những điều tích cực và có được vài người tin tưởng bên cạnh để bầu bạn. Tôi ít khi trải lòng với người khác, chỉ dành không gian đó cho riêng mình hoặc những người tôi yêu thương. Dù không sống chung, tôi có người yêu bên cạnh, bạn trai tôi bảo Quỳnh hãy cố gắng lên, tiến về phía trước. Dù có gian nan gì, có anh ủng hộ tinh thần. Con gái Melody 15 tuổi, sống với cha bé, hiểu được tâm tư của mẹ nên cũng thường xuyên gọi điện trò chuyện tâm sự. Tôi có âm nhạc để bầu bạn, tôi dành thời gian nghỉ ngơi khi ở nhà, tập thể dục giữ sức khỏe vóc dáng. Tôi thích đọc sách, nghe nhạc để tâm hồn thư thái. Thi thoảng tôi chơi đàn piano hoặc hát tặng khán giả. Hiện tại, điều gì khiến chị thấy hạnh phúc? Tôi không có quá nhiều đòi hỏi như xưa, tôi viên mãn với những điều đang có. Một tri kỷ bầu bạn và con gái ngoan ngoãn, tôi chỉ lo liệu mình có đủ sức khỏe để đứng trên sân khấu được nhiều năm nữa, mong muốn được như các bậc tiền bối, sống trọn vẹn với nghề. Hạnh phúc của tôi đơn giản là có thể là nấu những món ăn ngon, dùng bữa cơm với gia đình người thân, xem lại những chương trình ca nhạc biểu diễn của mình thời trẻ, cùng mọi người nói chuyện về chủ đề âm nhạc, văn học. Như Quỳnh lần đầu ra album trong nước.
Ca sĩ Như Quỳnh lần đầu ra album trong nước có tên Người Phụ Tình Tôi, gồm 10 ca khúc bolero. CD gồm 10 nhạc phẩm bolero như Nỗi Buồn Gác Trọ, Hoài Linh Mạnh Phát, Nhớ Nhau Hoài, Anh Việt Thu, Thiên Hà, Trăng Về Thôn Dã, Hoài An, Huyền Linh, Chờ Đông, Ngân Giang. Như Quỳnh cho biết, chọn lời bản gốc thể hiện sự tôn trọng tác giả. Các bài hát mang chất tự sự, sâu lắng, đầy tâm tư của người nhiều trăn trở trong tình yêu như cuộc đời cô. Sự nghiệp, cuộc sống của tôi lúc thăng lúc trầm, những trải nghiệm đó khiến tôi có được cảm xúc khi thể hiện bài hát, giọng ca hải ngoại nói. Trong CD, Như Quỳnh chọn thêm bản nhạc trẻ Buồn Làm Chị Em Ơi, Nguyễn Minh Cường sáng tác để bắt kịp xu hướng thị trường nhạc Việt. Tùng Châu hòa âm cho CD, làm mới một số nhạc phẩm như pha trộn phần ngũ cung trong giang tấu ca khúc Nhớ Nhau Hoài. Nhiều sao góp mặt chúc mừng Như Quỳnh ra sản phẩm nhạc như nghệ sĩ Thành Lộc, ca sĩ Phương Loan, Gia Bảo, Minh Dự. Thành Lộc lên sân khấu nói về kỷ niệm tình bạn với giọng ca hải ngoại, nghệ sĩ cũng song ca với đồng nghiệp bài Bụi Phấn. Theo Thành Lộc, giọng hát của Như Quỳnh có điểm khác biệt với những người hát nhạc bolero. Như có chất giọng chân phương, không bao giờ sử dụng sự luyến láy thường thấy khi hát dòng nhạc này. Vì vậy, tên tuổi của cô ấy tồn tại lâu bền và được nhiều người yêu thích đến như vậy, nghệ sĩ nói. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng là giáo viên thanh nhạc nhà thiếu nhi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Những năm 90, ca sĩ gắn liền hình ảnh áo dài thướt tha, tóc buông xõa. Giai đoạn mới vào nghề, Như Quỳnh gây ấn tượng với nhạc phẩm Người Tình Mùa Đông, lập tức trở thành ngôi sao của làng nhạc hải ngoại. Album đầu tay Chuyện Hoa Sim đạt doanh số bán đĩa kỷ lục, đưa tên tuổi ca sĩ đến gần hơn với cộng đồng người Việt. Năm 2018, Như Quỳnh về nước làm live show tái ngộ khán giả sau hơn 2 thập kỷ xa quê. Từ đó, ca sĩ thường xuyên hát ở quê nhà, nhận lời làm giám khảo các cuộc thi bolero. Như Quỳnh, tôi gắng bỏ thuốc ngủ. Ca sĩ Như Quỳnh nói, cô phải dùng thuốc để đảm bảo giấc ngủ dù biết bị ảnh hưởng trí nhớ. Tối 16 tháng 3, tại họp báo ở thành phố Hồ Chí Minh về live show Chuyện Ba Người, ca sĩ nhận được các câu hỏi về sức khỏe. Như Quỳnh nói, 2 năm trước, khi làm live show trong nước, tôi không khỏe lắm. Có những tin đồn tôi mất giọng, hát không được. Với tôi đó là chuyện bình thường, tôi không phải thần thánh nên cũng có những lúc đau ốm. Hiện tôi ổn định hơn, hy vọng dưỡng giọng tốt để có thể biểu diễn phục vụ khán giả. Như Quỳnh cho biết, có lúc cô dùng thuốc để có giấc ngủ tốt nhằm giữ thể chất, giọng hát. Sự chênh lệch múi giờ khi bay sâu ở châu Âu, Mỹ hay Việt Nam trong thời gian dài khiến cô khó phân biệt ngày đêm, chỉ có thể ngủ trên máy bay, thiếu thời gian nghỉ ngơi. Tôi biết dùng thuốc có tác dụng phụ, có thể khiến mình hay quên. Tôi chỉ có thể giảm liều lượng và tăng thêm phần thư giãn cho thần kinh để có thể bỏ hẳn thuốc ngủ, ca sĩ cho biết.